Hải có đứa đệ tử vợ của cái đau đầu, mình hỏi mấy vị sao chị thương cái chị bệnh á, là phải biết nguyên nhân lý do đau đầu, nó là thân nghiệp hay là nghiệp tiền kiếp, định nghiệp hay là cái nghiệp mình vừa mới tạo ra. Mấy vị nói á, những người có sứ mệnh á, xuống đây á, mà không đau đầu, không bệnh tật, không nghèo khổ, không bị chồng dùi dập, không bị thất bại ê chề á, chứ không bao giờ biết cái chân mệnh của mình là cao mà đi về đúng đường. Cho nên là phải bị như vậy. Nhưng khi mà về đúng đường rồi tu tập thì tự nhiên bao nhiêu cái xui xẻo, bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái nhức đầu, cái bệnh tật trong người nó sẽ, mỗi một ngày nó sẽ qua. Với cái thời gian mà khoảng nửa năm đọc kinh ngồi thiền, rồi lúc đó khi mình chuẩn rồi, mình biết rõ được rồi, tâm mình sáng rồi, mình biết đây là đúng đường, thì từ đó đó mình mấy cái bệnh tật nó cũng hết luôn. Đến cái ngày mà mình cận tử nghiệp rời khỏi xác phàm á, là ngày đó đó mình ra đi với hai nụ cười. Người ta chết, người ta là trời ơi con ơi đâu rồi, thằng 7, thằng 8, 9 đâu rồi, tiền của ba mấy con gắn giữ nghe, đừng có xài phí nha, dặn dò đủ điều, nội mà dặn không là cái lòng tham mới dặn dò đúng không, rồi thôi ông đầu thai lại thành con của nó luôn đi, không phải là anh chó đang nuôi á, đang có bầu nhà rồi vô chó là ở chung nhà nó lại có nữa đó. Người biết tu tập ra đi, giàu để lại 50 tỷ đô, hay là cái đệ tử mà đi săn bữa nay không thấy nghe, phải nhẹ như bông hồng á mới đi được. Thật cười vậy, chắc nhiều tiền quá à, cười á. Mình có đệ tử già bữa nay đi xe lăn đâu ta, bữa nay tặng cho mình nhiều đồ ăn lắm, tại vì bà biết lo sức khỏe cho sư phụ phải không. Nên khi một ngày mà mình còn cái xác phàm này, là một ngày rất là cực kỳ quan trọng, đừng có bỏ phí. Mình không có rảnh mà để quý vị không có những người mà không có họ thiên á, họ không có nằm ở trên thuyền Bát Nhã đó, ai đeo dấu họ thiên là coi như đeo thuyền lên thuyền Bát Nhã rồi, thì mình rất là bận, mình không có đi cần đi về cây xanh hài quay, mình ở nhà mình ngồi thiền mình cũng thoải mái đúng không. Họ đi họ tìm gió thoảng với nắng ấm với bãi biển với nhìn người đi qua lại cho náo nhiệt, mình á mình ngồi thiền á mình cảm thấy là tâm nó vui an lạc, là thiền tại ngay cái sân sau nhà mình luôn, tức là về cây xanh tại cái sân sau nhà mình luôn. Mình nhìn giống như đệ tử này á, già không, nhìn vợ già kiểu đó mặt xấu cỡ nào á, khi mà khi mình ngồi thiền thì mình quán tưởng, mình quán ở lúc thời mình cua bả thì sao, thì bây giờ cái nhan sắc tuy là nó già hơn 50 tuổi, đâu có già đâu, già hay không là do cái tâm mình tưởng ra đúng không. Mình cứ tưởng bả hồi lúc còn trẻ rồi không đẹp, rồi là mặc đồ vé rồi tướng cao rồi dài rồi á. Nhìn lại cái hai chồng tự nhiên cái đi ra đầu đường mua ly Starbucks, ngồi nghe bác do ngồi kể chuyện thời xưa cũng hạnh phúc, không cần đi về kế sinh. Đó là ý nói, tức là những người thiên rất là bận. Còn những người không có hiểu đạo, không có đường lối để đi á, quý vị hồi nãy đi ngang đây thấy một đống người đứng ở ngoài đó không, là mấy người cũng ở xa không á, đâu phải gần đây đâu, gần đây người ta coi mấy quán này bình thường rồi, Tracy hay là 1 tiếng rưỡi hay là xa xa lái về ăn mặc cho ngon lên rồi cái chở con lên đứng xếp hàng cả nửa tiếng ăn có dĩa cơm tắm cái đi về là coi như là hạnh phúc của họ rồi đó. Cái đó là lối tu tập của họ để mà tìm cái cảm thọ của một ngày cuối tuần. Mình đang chúc mình ăn ngoài này còn vui nè, ăn buffet chai nha, ai thích gì cứ ăn đó. Vậy trong này thì mình cũng ấm cúng, mình nói chuyện, mình đừng có nghĩ là nói chuyện với mình kiệt nha, ở trong này khoảng có 20 chư thiên đang đứng đây,
Thì đồng thời cái máy quay phim này nè quay cũng cỡ cả nước Việt Nam á, là mấy chục triệu người. Cho nên thí dụ như đệ tử già này á, bây giờ ai cũng kêu là bà bác 250.000 á trên comment. Đúng không? Khi mà thấy một cái ra đi thì lúc đó đó cũng là một nhân chứng lịch sử của thời đại kỳ cục mình. Thì lúc đó là thì sẽ kêu cái hồn đệ tử này tới hạ lên lưng mấy vị cổng về chả, rồi đệ tử này sẽ tiếp tục nói chuyện với mình ở bên cái cõi kia, nhưng cái xác thì nằm ở ngoài ốc thiêu rồi, cái địa rồi, hay là bả không biết để gì chút thiêu qua kiểu gì không biết. Còn 250.000 này á, thì phải xử bữa nào kêu hết mặt năm đứa cháu ra, đứa 50 50 rồi là xong, thử ngay cái màn hình này luôn, để cho tụi nó đừng có. Tức là bây giờ mình có đệ tử rồi, tiền là bả có 250 kg đè lên lưng khó bay về lắm á. Tại lớn tuổi có tiền là không có nên, tuổi đó là phải không đồng để cho con cháu nó mua áo cho mình, chở mình đi để cho nó được có phước trả hiếu, và đồng thời á, mình á, cũng vui vẻ lúc mình đi departure, lúc cận tử nghiệp ở phòng ICU, phòng Việt Nam gọi là phòng khẩn cấp, không là đúng với Phật dạy. Còn mà cỡ tuổi này á, là mà giữ trong băng 2.000 thôi cũng không nên nữa, cứ để không đồng để thử lòng con mình chơi vậy đó. Ba không có tiền đi ông ở, rồi thằng nào mà nó có hiếu, con chạy con nước ba ngày, bữa nay con tính chở con tôi đi làm gì, vợ đi ăn gì đó, thôi em ở nhà đi, tôi chở ba tôi đang thằng đó đó, mình độ nó, mình độ con mình đó, tại nó phải trả hiếu thì nó mới sau này nó mới tiếp tục theo cái đường đạo. Còn mình có tiền rồi mình tự ái, mình cứ nghĩ là con mình không kiếm mình cũng tóc cần kiếm nó là sai. Mình đầu tiên mình đã hiểu hết cuộc đời này là một cái lớp học vô thường, mình phải hạ cái ngã mình trước. Thằng con mình á, tuy là nó kỹ sư bác sĩ, nó có con nó mười mấy 20 tuổi đi, nhưng mà nó chưa có học về đạo, nó vẫn là baby. Tại vì cái đạo đức á là một cái lớp học khác hơn cái lớp học đời. 80 tuổi mà chưa có biết A Di Đà Phật là ai, vẫn là một đứa bò bập bẹ. Còn một đứa 20 tuổi mà nó biết đọc kinh Lăng Nghiêm hay Đại Bi rào á, nó là ông nội mình rồi, già mình đúng không? Cho nên cái đường đạo mình tính tuổi khác. Cho nên lớn tuổi cần nhất là có nhiều tiền cho nó sạch sẽ, để mình lấy cái đó để mình tạo phước cho con cháu. Chứ mình có nhiều tiền rồi cứ ngồi cứ phân xử, tôi có cửa tiệm này, tôi cửa tiệm kia, lâu nay tôi cũng ăn chặn ăn gạt, tôi cũng mánh lới, tôi cũng lẹo lưỡi, tôi cũng tức là bất chánh á, là cũng phân nửa tài sản, còn phân nửa là công cực khổ của tôi không dám ăn mặc, tôi không dám mua sắm vàng sòn hết, để lên khối tài sản. Bây giờ xe hồi xưa tôi ham chiếc đại khái là Mercedes, tôi cũng không dám mua, mà giờ số tiền nhiều quá, bây giờ phải đưa đứa nào để cho nó ráng. Tại khi mình tích lũy mà với cái tánh keo kiệt của mình càng cao đó, thì mình tính càng dữ nữa, phải không? Mình tính càng dữ để lại cái irregular trust cho đứa nào, mà để chặt cái là nó ly dị là tội nghiệp. Thằng chồng nó mà biết nó có tiền nhiều là bỏ nó liền, tao lấy phần nữa tao đi cưới con khác, tao thương mày, tao lấy mày là vì tiền của ba mày thôi mà. Đại khái không? Trong lòng nó nghĩ vậy mà nó không dám nói vậy, bên ngoài nó giả bộ nó vuốt ve mua bông rồi, khi mà nó vô sâu vô rồi á, mình hại con mình. Cho nên mấy đại gia mà nghe cái này làm ơn, có nhiều dục xuống biển hết. Mình nói như vậy á, nghĩa là gì? Quý vị nghĩ ngược không? Hiện bây giờ như cỡ mấy bác ở Việt Nam sang chứ sao là nhiều tuổi, 60 tuổi, tại sao vẫn còn hối lộ? Tại sao vẫn còn tham? Tham để làm gì? Tham là dĩ nhiên dân tộc là khổ, dân khổ hiện giờ khổ. Bệnh viện Chợ Rẫy sắp sửa đóng cửa là gì? Không có tiền mua thuốc để chữa bệnh, nó biết không? Mà bệnh viện nó mà đóng cửa thì những bệnh viện khác sẽ tiếp tục đóng. Thì những lời tiên tri của Kiệt nói là sẽ đi mua thuốc đi, mua thuốc uống.
rồi từ từ gạo nữa nè, nó sẽ có hết á. Trước sau 70 tuổi một năm sân một ngày thì uống đống thuốc, nào là tiểu đường cấp 3 chích không, rồi cholesterol, rồi gì nữa ta, đủ bệnh hết, tiêu hóa bao tử. Thì mấy ông hồi xưa ăn nhậu nhiều, bây giờ gan trình cổ trướng nữa, hết thuốc nam mà tới thuốc bắc, thế là Phật. Rồi chuyển ra ra ngoài, tưởng đâu con mình á nó sẽ lấy tiền nó đi học, nó đâu có, qua lấy tiền đi Las Vegas đánh bài không. Rồi cứ nghĩ con mình qua đây ăn học, tất cả vô sinh đa số chuyện nói là 80-90% luôn, còn mấy ông bự luôn á, qua đây đa số mở tiệm nail không, thằng nào ba nó hối lộ nhiều thì mở 5 tiệm nail, thằng nào ba hối lộ ít thì mở 2 tiệm nail, còn thằng nào mà ba nó hối lộ ít quá chỉ đủ nó qua đây thì nó đi làm nail, nhưng mà giàu sao cũng lương cao hơn Bác Trọng 8 lần, thì cũng ngon hơn đi, ok, ngon hơn là ở bển làm chức tổng bí thư, qua đây làm chức tổng bí neo cũng được. Chứ đâu có học được, ở Mỹ này đâu phải mày vô ngang xương mà học general thôi á, mấy năm trời là cũng chết ở đây, ai đi học Mỹ tao biết, lấy được cái bằng đại học Mỹ không phải dễ, còn Việt Nam chỉ cần đưa 500 triệu là tao ký cho mày muốn bằng gì, tao viết vô tiến sĩ phải không, tiến sĩ ok, tiến sĩ. Tiến sĩ Phật học phải không? Ok rồi đây, thích nhật từ. Bằng gì chỉ cần viết đúng chữ đó là bằng đó. Dễ ợp. Ở Mỹ này không phải dễ vậy. Con họ Thiên khi lên thiền Bát Nhã rồi, suốt đời, đời nay và đời sau, gieo duyên họ Thiên nhau là một cái đại gia đình, anh chị em với nhau, vĩnh cửu, nó sẽ gieo duyên theo có thể nhiều đời và về cõi trời nữa. Còn họ Trần họ Nguyễn mà hiện một đời này mình giả tạm á, nó chỉ là phù du thôi, có thể họ là kẻ thù với mình, đầu thai là anh em mình, đòi nợ mình, xong rồi nó làm ơn kiếp sau mình đừng có gặp tao. Đa số trong quý vị đều mỗi lần giận em mình, chị mình, anh mình hay là cô mình, chú mình, tao lại kiếp sau tao đừng gặp mày, đúng không? Mỗi lần giận vậy đó, không phải là nói không đâu, thiệt luôn á. Tại vì chư thần xung quanh mình ba tất là có chư thần, đúng không? Mà ông nghe ông ghi hết được, mày trả nợ nó hết đi rồi kiếp sau mày không gặp nó. Còn họ Thiên là sẽ gặp hoài nghe quý vị. Tại vì quý vị mà họ Thiên hay là họ Thiên ở Việt Nam, có phải mình ra đường mình thấy là mình thương nhau không? Tức là trước sau chúng ta cũng về trời là sẽ gặp nhau. Còn ở nhà ông già tôi hay là chồng tôi mà không tin Thiên Tấn Kiệt hay là không tin Thượng Đế, không tin cha trời mẹ đất, chỉ tin đảng và bác á, thì sẽ gặp ai? Tin bản đảng và bác thì sẽ gặp bác. Bác đang ở đâu? Bác đang ở tầng 36. Còn Thượng Đế đang ở đâu? Ở cõi Đại La Thiên tầng 36. Ok, thì mỗi người đi hai hướng đúng không? Hướng Bắc, hướng Nam. Tự chọn cùng một gia đình. Bữa nay nói chuyện hơi lung tung người ta, hiểu không? Mình chỉ nói sơ sơ để mình trân trọng những người ngồi gần mình mát hỏi thiết. Dầu sao ra đường, thí dụ như đang lúc làm ăn với nhau, cái mình thấy người kia mang cái dấu là mình có lòng tin rồi. Đại hội thiên có giới lực, đã mang hội thiên là có chư thần gia hộ, mình không có ngang như cua hay là mì ăn liền như cái kiểu mà dân xã hội đen nữa, thì mình có một chút lòng tin, nhưng mà cũng đừng tin hết, tại vì cũng còn là thân phàm ngũ ẩn. Thì lúc đó mình cũng biết là nếu mà một trong hai mà hợp tác làm ăn với nhau, hay là một cái cô thợ giữa neo với một người chủ, mà hai người họ thiên bảo đảm hai người đó sẽ thương nhau, ít cơ bỏ, ít cơ giống như là đầu óc mà cứ đi đang làm đây mà đi thử việc chỗ khác sẽ không có. Thì nó có những cái trước mắt vì có cái lòng tin, tại vì là biết giới luật ai cũng sợ. Trên thế gian này có 10 tập đoàn luật sư,
một đống giấy tờ document không bằng một người biết sợ cái nghiệp, cái định luật nhân quả. Nếu người nào biết sợ định luật nhân quả, người ta 100.000 hay 1 triệu mà người ta có thể ăn gian, người ta cũng không dám ăn gian. Còn người mà không biết đó hả, 10 đô nó cũng ăn gian nữa đó. Cho nên ra đường ít nhiều, họ thiên với họ thiên nhau làm ăn thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau. Còn đó mình nói về ngoài đường, mình nói gần vợ chồng. Thường á, những đứa đệ tử dùng này gần thân cận, biết thiên ông sơn, biết thiên nước kiệt. Thì người vợ hiểu có cái điển, có cái sứ mệnh, và nhìn ra được cái nào là đúng, cái nào là sai. Nhưng mà người chồng ở nhà tối ngày cứ lo football với lo design kỹ sư hay lo mấy cái chuyện đàn ông hết á, rồi cứ nghĩ mình vợ khùng rồi đi theo thằng khùng thiên tướng kiệt á, lúc đầu còn chửi còn ấy đồ tùm lum à, nhưng mà kiệt thắng. Những đứa đệ tử đó thương chồng đó, mà không biết cách nào thì nó sư phụ khấn cha khấn mẹ, con khấn đi rồi sư phụ khấn thêm, thì ít nhiều á cái lực của kiệt cũng có, kiệt có cái lực nha, kiệt có nói cái này cái gì hay sợ kiệt có thần thông á chút chút. Ít nhiều 7 dòng hào quang của kiệt phủ có thể được 5 cây số. Quý vị chỉ có 1 dòng hào quang á, không tới 3 inch nữa à, mà đen thui xám bịch. Còn 7 màu hiện giờ là phủ 5 cây số á, húng chi trong cái phòng này nhiêu có 30 feet, bao nhiêu 20 thước không, là tất cả đầy phủ điển của kiệt hết rồi. Thì khi kiệt khánh thì dĩ nhiên mấy chư phật mấy chư à, bọn con rảnh nó theo con xuống, con lo cho nước Việt, lo cho thế giới, mà con khánh cho cá nhân thì con không khánh thì đệ tử con nó buồn hoài, nó buồn hoài làm con buồn, con không có lo chuyện lớn được, làm cho đệ tử con vui đi. Thì mình khánh dài qua ngày tự nhiên cái ông nội đó ông xuất hiện nhá, bữa nay đệ tử tiền rồi, thằng đệ tử bữa nó chửi sư phụ mà cuối cùng bây giờ nó cũng lại sư phụ á. Phải khánh, khánh cha phải xin, tại vì nhiều khi người ta không có đủ duyên gì, bởi vì cái ngã của thế gian này nó lớn, chỉ cần ở trên á chuyển tâm thôi. Một quy tắc duy nhất cả quả địa cầu này của mẹ lập ra đã có cái đạo hiền ở trong đó, tự chúng sanh nó quá khôn cho nên làm cái quả địa cầu này upside down. Xảy ra Covid, xảy ra khí hậu, nó xảy ra băng tuyết, và nó xảy ra cái ozone bị lủng, và nó xảy ra chiến tranh. Cả cái tất cả những người chúng ta, nước này chiếm nước kia, cũng giống như Tàu lấy Hoàng Sa, Tàu muốn lấy luôn cả qua địa cầu nữa, chứ Hoàng Sa Trường Sa nhầm nhỏ nhé. Có bao nhiêu lần chuyện nói sau này khi Trung Cộng chia 5 sẽ 7, thay đổi chính quyền, hai cái đảo này mình có lấy lại được không? Thì mấy vị nói phải do cái người nguyên thủ quốc gia của nước Việt có giỏi để mà đòi lại hay không. Chứ cái mình nói ủa cái này là của nước Việt thì Tàu nó hôm nay nó lấy thì mình phải đòi lại, trong lúc mà nó lu bu đấu đá với mấy nước khác thì mình ra mình đòi lại. Nhưng mà nước Việt mình có ông nào ký bán rồi đó. Nhưng mà cái mình mới nói cả cái trái đất này của mẹ không thuộc của ai hết, nhưng mà nghiệp nhân quả, nghiệp nhân với nghiệp quả đổi qua đổi lại. Bây giờ mình nhìn thấy là nước Trung Cộng nó ác, chỉ đảng Trung Cộng thôi, không phải là người Trung Hoa, hai cái khác nhau nha. Nhưng mà thật sự là ngày xưa nó là nước có giáo dục, thần châu mà, nước của thần mà, nước của Phật mà. Ngày xưa thì cũng ở bên Tàu mà, chúng ta bên bển mà, đúng không? Chỉ có một cái thời đại này quỷ nó xuống để mà nó đầu thai vào cái nước đó, thì nó làm tan tác cả thế giới, chứ nó không phải là một cái chủng tộc nhau quý vị. Nước Mỹ này cũng chẳng thuộc gì của ai, nó cũng đang bị cái nghiệp, cho nên ông Biden ông lên ông làm tùm lum. Còn trở lại cái Hoàng Sa Trường Sa mà có lấy lại không, ăn thua Minh Dương của nước Việt sau này ăn nói kiểu nào với thế giới.
mà lấy lại. Và khẩn thêm, tại vì mọi quyết định của mỗi một cục đất trên cái quả địa cầu mình là do ở trên trời, do mấy ông thần giữa đất, nên mình mới có thổ địa là giữ nhà mình, đúng không? Vợ chồng mình gây lộn tối ngày, ông thổ địa ông cũng khách võ ông chạy luôn á, thì sớm muộn mình cũng bắt cái nhà đó mình chia đôi, đúng không? Lý dị mà. Ừ. Rồi huống chi là núi thì có ông sơn thần, đúng không? Cho nên bất cứ cục đất nào, huống chi cái đảo bự như vậy mà làm gì mà không có ông thần ở ngoài đảo. Mình ra mình nói cái đảo này trả lời thì ổng ok, thì everything ok.